69-3 sau 67 trận đấu, Victor Gyökeres đang gây bão khắp châu Âu và trở thành một trong những tiền đạo đáng gờm nhất hiện nay. Cứ trung bình mỗi trận đấu, Gyökeres lại điền tên anh lên bảng điện tử một lần, thể hiện sự hiệu quả và sắc bén trong từng cú dứt điểm. Không chỉ nổi bật tại giải vô địch Bồ Đào Nha, Victor Gyökeres còn chứng tỏ mình là một trong những tài năng xuất sắc nhất châu Âu với 5 lần nổ súng trong 2 trận đấu khoác áo đội tuyển Thụy Điển. Với phong độ bá đạo này, không có gì ngạc nhiên khi Gyökeres thu hút sự chú ý của các câu lạc bộ hàng đầu. Mặc dù đang được Arsenal, Chelsea và các ông lớn khác theo đuổi, thế nhưng sát thủ người Thụy Điển dường như đã có quyết định rõ ràng cho tương lai của anh. Chuyển đến Man United, nơi anh sẽ có cơ hội gặp lại Ruben Amorim. Theo The Sun, Gyökeres đã đặt trái tim của mình về sân Old Trafford, qua đó tái hợp với Amorim, người đã giúp anh phát triển mạnh mẽ và bước lên một tầm cao mới trong sự nghiệp. Điều này không chỉ thể hiện qua sự quyết tâm của Gyökeres, mà còn phản ánh mối quan hệ gắn bó sâu sắc giữa tiền đạo này và huấn luyện viên của mình. Gyökeres thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn, nhưng chính sự góp mặt của Ruben Amorim ở Old Trafford là yếu tố quan trọng thúc đẩy anh quyết định gia nhập đội bóng thành Manchester. Ruben Amorim và Gyökeres từng có mối quan hệ cực kỳ ăn ý tại Sporting, nơi mà Gyökeres đã phát tiết với 66 bàn thắng và 68 trận đấu dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Ruben Amorim không chỉ là người giúp Gyökeres vươn tầm châu Âu, mà còn là người hiểu rõ nhất phong cách chơi bóng và khả năng của tiền đạo người Thụy Điển. Hơn cả việc cải thiện khả năng ghi bàn, Amorim giúp Gyökeres hoàn thiện những kỹ năng cần thiết để trở thành một sát thủ vòng cấm. Anh có thể chơi rộng, tham gia phối hợp tấn công và hỗ trợ các đồng đội. Trong một hệ thống chiến thuật tấn công đầy năng lượng của Amorim, Gyökeres không chỉ là người ghi bàn mà còn là nhân tố trong việc xây dựng lối chơi. Tỷ lệ kiến tạo cao nhất sự nghiệp của mình với con số 23 là minh chứng cho sự toàn diện trong phong cách chơi bóng của chân sút đến từ Thụy Điển. Gyökeres có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công, từ một trung phong cắm cho đến một tiền đạo cánh. Điều này mang đến cho Amorim cùng các đồng đội của anh một sự linh hoạt trong chiến thuật. Man United đang đối mặt với vấn đề lớn ở hàng công. Đội chủ sân Old Trafford chỉ ghi được 13 bàn sau 12 trận ở Premier League mùa này. Đặc biệt, họ đang xếp thứ 17 trong bảng xếp hạng các đội ghi bàn từ các tình huống open play. Trận hòa 1-1 trước Ipswich Town cho thấy rõ rằng Man United vẫn đang gặp vấn đề nhiều về việc tìm ra một chân sút đích thực. Højlund và Zaha có thể sở hữu những phẩm chất tốt, nhưng sự thiếu tự tin, quyết đoán và chính xác trong những cú dứt điểm khiến hàng công của Man United thiếu đi sự sắc bén cần thiết. Nếu thương vụ Gyökeres thành công, Man United sẽ có được một tiền đạo rất đẳng cấp, người có thể bổ sung sức mạnh và sự cạnh tranh cho hàng công đang thiếu đi một sát thủ thật sự. Cựu cầu thủ của Man United, Paul Parker nhận định rằng Gyökeres có thể trở thành một trong những bản hợp đồng đáng giá nhất lịch sử của Premier League. Tôi nghĩ đó sẽ là một điều tuyệt vời nếu như Man United có thể ký hợp đồng với Gyökeres. Theo tôi, đây sẽ là một trong những thương vụ tuyệt vời nhất và có thể là một trong những bản hợp đồng xuất sắc nhất trong thời gian gần đây của Premier League. Cậu ấy biết cách mà Amorim muốn mình triển khai và ngược lại. Cậu ấy sẽ là một sự bổ sung hoàn hảo và cũng tạo ra sự cạnh tranh cho Højlund, người thật sự đang cần nó. Vì cậu ấy chưa thể hiện đủ thuyết phục, Gyökeres sẽ là một trong những tiền đạo hàng đầu của Premier League. Sự xuất hiện của Victor Gyökeres tại Man United không chỉ tăng chất lượng hàng công, mà còn là động lực thúc đẩy những cầu thủ khác trong đội, đặc biệt là Rasmus Højlund, người vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Với khả năng ghi bàn tuyệt vời và sự linh hoạt trong lối chơi, Gyökeres sẽ là một giải pháp hoàn hảo cho khâu ghi bàn của Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng Gyökeres không phải là một điều dễ dàng. Sporting hiện tại đang giữ một vai trò quan trọng trong việc quyết định tương lai của chân sút người Thụy Điển. Mặc dù có điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 100 triệu euro, nhưng theo các báo cáo, đội bóng Bồ Đào Nha sẵn sàng để Gyökeres ra đi với một mức phí dễ chịu hơn, khoảng 60 đến 80 triệu euro vào mùa hè 2024. Điều này mở ra cơ hội lớn cho Man United, đặc biệt là khi Gyökeres đã thể hiện rõ ràng ý định chỉ gia nhập Old Trafford và đã từ chối những lời mời từ Arsenal hay Chelsea. Cũng cần lưu ý rằng Sporting hiện đang tập trung vào việc bảo vệ chức vô địch của họ. Vì vậy, khả năng Gyökeres ra đi trong kỳ chủ nhật mùa đông là rất thấp. Tuy nhiên, sự quan tâm từ Man United và sự quyết tâm của Gyökeres có thể khiến thương vụ này trở thành một trong những bom tấn đình đám của mùa hè. Quyết định gia nhập Old Trafford, mặc dù chưa chính thức, đang tạo ra rất nhiều sự kỳ vọng nơi các Manusian. Sự tái hợp với Ruben Amorim, người đã giúp anh phát huy tối đa tiềm năng của mình tại Sporting, sẽ là một yếu tố rất quan trọng giúp Gyökeres tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Giữa bối cảnh Quỷ Đỏ đang tìm kiếm một chân sút chất lượng, Gyökeres là một sự lựa chọn rất lý tưởng. Sự linh hoạt trong phong cách chơi,
khả năng di chuyển rất thông minh cùng kỹ năng chiếc điểm ấn tượng giúp anh trở thành một mảnh ghép hoàn hảo cho phong cách mới của Ruben Amorim. Được chơi cho một câu lạc bộ lớn như Man United với sự dẫn dắt của một huấn luyện viên vừa tài năng và quá am hiểu mình như Amorim, Gio Gareth sẽ có cơ hội thể hiện khả năng của mình ở đẳng cấp cao nhất, từ đó giúp anh mở thêm những cánh cửa chinh phục trong sự nghiệp cầu thủ.